Vị thành niên, thanh niên là nhóm dân số đặc thù và chiếm tỷ trọng cao, là nguồn nhân lực kế cận nên luôn được xã hội đặc biệt quan tâm. Dù đã có các chương trình sức khỏe vị thanh niên trong những năm gần đây, tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều khoảng trống trong các chương trình được phản ánh qua kết quả các chỉ số về kiến thức, thực hành sức khỏe sinh sản và tình dục của vị thanh niên. Theo kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu tại một số trường nội và ngoại thành Hà Nội năm 2018, đến hết lớp 9 có khoảng 10% học sinh đã từng quan hệ tình dục. Hết lớp 12, con số này lên tới 39%. Đáng nói, khoảng 10% học sinh trung học phổ thông cho biết đã từng quan hệ từ 3 người trở lên. Thống kê này có thể làm nhiều bậc phụ huynh lo ngại. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý và dân số cho rằng con số thực tế có thể còn cao hơn nữa. Tổ chức Y tế Thế giới xếp Việt Nam vào danh sách một trong 5 nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới và là nước có tỷ lệ phá thai cao nhất châu Á. Thưa quý vị, hiện nay thực trạng nạo phá thai và lạm dụng tình dục ở lứa tuổi vị thành niên rất đáng lo ngại. Ở nhiều trường hợp các em mang thai ngoài ý muốn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và tinh thần. Vì vậy, vấn đề tuyên truyền giáo dục về sức khỏe sinh sản cho lứa tuổi này cần được chú trọng hơn. Trong chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày hôm nay, Thủy Tiên có cuộc trao đổi với bác sĩ Tôn Thất Khoa, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh về vấn đề này. Xin chào bác sĩ. Xin chào MC Thủy Tiên. Xin chào quý vị khán giả xem đài. Thưa bác sĩ, tại sao vị thành niên được coi là giai đoạn khác biệt và quan trọng trong cuộc sống của con người ạ? Cuộc đời một con người thì có rất là nhiều giai đoạn. Tuy nhiên, cái vị thành niên là một cái giai đoạn đặc biệt. Có thể nói rằng là vị thành niên hay còn gọi là người chưa thành niên là một cái giai đoạn nó phân biệt giữa cái tuổi nhỏ và cái người trưởng thành, cái lứa tuổi đó thì nó có những cái thay đổi về tâm sinh lý rất là đặc biệt, khác với những cái lứa tuổi khác. Dạ, bác sĩ có thể thông tin thêm về trẻ vị thành niên thì có những cái thay đổi như thế nào về thể chất, tâm lý và tình cảm ạ? Biểu hiện chính của cái giai đoạn này đó là cái thời kỳ mà chúng ta hay gọi là tuổi dậy thì. Và tuổi dậy thì nó thay đổi về tâm sinh lý, kể cả về hình thể cụ thể như sau. Ví dụ như nam thì nó sẽ tăng cái nội tiết tố nam, ví dụ như testosterone chẳng hạn. Còn đối với nữ thì nó có những thay đổi về nội tiết tố nữ, estrogen và progestin. Và những cái thay đổi nội tiết tố này nó dẫn tới những cái thay đổi về hình thể. Ví dụ như sẽ lớn nhanh hơn, nam nó vỡ giọng, rồi nữ thì nó thay đổi về phát triển ngực, rồi các cái hệ thống bộ phận sinh dục vân vân, và nó sẽ phát triển. Mà cái biểu hiện rõ ràng nhất đó đối với nữ đó là chúng ta có kinh nguyệt, và đối với nam là chúng ta xuất tinh lần đầu. Và chính cái thay đổi về tâm sinh lý đó làm cho cái người vị thành niên muốn tìm hiểu cái người khác phái, và từ cái tình bạn thì dần dần tới cái tình yêu. Và khi mà có những cái thay đổi về tâm sinh lý đó thì cô bé, cậu bé đó là dẫn tới một cái tình trạng đó là gì? Muốn tìm hiểu và muốn thể hiện mình. Dạ thưa bác sĩ, trên thực tế thì vị thành niên và thanh niên hiện nay thì đã có sự thay đổi về tập quán và văn hóa. Ví dụ như là lập gia đình trễ hơn và gia tăng quan hệ trước hôn nhân. Vậy thì những thuận lợi và khó khăn cơ bản khi mà chúng ta thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ lứa tuổi vị thanh niên là gì ạ? Sau này thì những cái thông tin về, thứ nhất là về cái mạng xã hội nè, rồi những cái thông tin trên báo chí vân vân, làm cho các cái trẻ vị thành niên hiểu nhiều về cái tâm sinh lý của mình hơn. Tuy nhiên lại hiểu một cách lệch lạc, ví dụ như muốn yêu thì lại muốn quan hệ tình dục vân vân, và không hiểu được cái tác hại của cái quan hệ tình dục sớm, và dẫn tới một cái tình trạng là nạo phá thai nhiều hơn. Và từ đó dẫn tới một cái tình trạng đó là gì? Các cái em vị thành niên thường quan hệ và cha mẹ lại không biết được. Một cái thuận lợi đó là gì? Cái ban ngành đoàn thể đã đào hiểu hơn, các cái em vị thành niên cũng biết được các cái tác hại của nạo phá thai. Tuy nhiên cái kiến thức nó không rõ ràng, và thường chúng ta nói rằng là không nên chỉ đường cho hươu chạy. Nhưng mà hiện nay
thì chúng tôi đề nghị rằng là chúng ta nên chỉ cho hư chạy đúng đường. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện cùng với bác sĩ Tôn Thức Khoa, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Theo số liệu của vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em Bộ Y tế, tỷ lệ mang thai ở vị thành niên tại Việt Nam có giảm trong những năm gần đây, nhưng vẫn ở mức cao và rất đáng lo ngại. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới. Mỗi năm, cả nước có khoảng 1,2 triệu đến 1,6 triệu ca nạo phá thai, trong đó 20% là ở tuổi vị thành niên. Theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, năm 2017, cứ 1.000 phụ nữ có thai thì có 24 trường hợp ở tuổi vị thành niên. Trong 1.000 ca phá thai có 15 trường hợp ở tuổi vị thành niên. Việc mang thai ở tuổi vị thành niên không chỉ đơn thuần là vấn đề về sức khỏe. Tình trạng này có nguyên nhân sâu xa từ bạo lực, tảo hôn, ép hôn, bất bình đẳng giới. Những cuộc hôn nhân không được chuẩn bị sẽ để lại hậu quả vô cùng lớn về mặt tâm lý. Theo các chuyên gia, vấn đề cốt lõi là việc chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục mang tính dự phòng. Việc giáo dục giới tính giúp các em, đặc biệt là bé gái, nhận biết đầy đủ về sức khỏe sinh sản, góp phần nâng cao chất lượng dân số trong tương lai. Mời quý vị cùng quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng bác sĩ Tôn Thức Khoa, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ thưa bác sĩ, tình trạng mang thai ở lứa tuổi vị thành niên thì được nhìn nhận là một thách thức lớn cho công tác dân số. Vậy thì tình trạng này tại Bà Rịa Vũng Tàu thì như thế nào ạ? Thật ra phải nói thì cái mang thai ngoài ý muốn của vị thành niên phải nói rằng là cái thống kê nó rất là khó. Bởi vì chúng ta được hiểu rằng là các cái bé mà trong vị thành niên mà lỡ mang thai thì giấu cả cha mẹ, giấu tất cả mọi người và tìm muốn tự giải quyết chuyện này. Cho nên cái việc thống kê chúng tôi chỉ có thống kê chung cho các cái đơn vị mà trong cơ quan nhà nước thôi. Thông thường các bé này thường là đi thực hiện các cái dịch vụ ngoài dịch vụ của nhà nước, cho nên cái việc thống kê rất là khó. Tuy nhiên cái đánh giá chung mà nói thì phải nói rằng là hàng năm thì Việt Nam chúng ta theo cái thống kê chung thì nó vào khoảng từ 300 đến 400 ngàn trường hợp phá thai, thì trong đó vào khoảng từ trên 50% đó là những cái lứa tuổi học sinh và sinh viên. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái lứa tuổi mà vị thanh niên cũng là tỷ lệ là khá cao. Đối với Bà Rịa Vũng Tàu hoặc là ở thành phố Hồ Chí Minh thì theo thống kê nó không được đầy đủ lắm. Thì cái số người vị thanh niên mà đi phá thai nó cũng chiếm đâu đó vào khoảng 2%. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái lượng mà vị thanh niên đi phá thai càng ngày nó càng tăng lên, và điều đó cần phải có một cái sự quan tâm không chỉ của gia đình mà cả xã hội đối với cái công tác này. Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì nguyên nhân chính của tình trạng ngày càng gia tăng tỷ lệ nạo phá thai ở trẻ vị thanh niên là gì ạ? Cái vị thanh niên trong cái giai đoạn hiện nay thì thứ nhất là về cái dinh dưỡng của cái đời sống chúng ta càng ngày càng khá lên. Chế độ ăn làm cho cái dậy thì của em bé nó sớm hơn, và nói rằng là những cái thông tin trên mạng nó tạo điều kiện cho em bé nó biết nhiều hơn về tình yêu, và dẫn tới một cái tình trạng là đôi khi em bé quan hệ tình dục trước hôn nhân, và điều đó dẫn tới cái tình trạng nạo phá thai của các cái vị thanh niên nó càng ngày nó càng trẻ hóa và nhiều hơn so với trước đây. Tuy nhiên có một cái điều mà đối Bà Rịa Vũng Tàu cũng như cả nước chúng ta thấy rằng là các cô các cậu này thì mặc dù là yêu thì rất là sớm, nhưng mà vẫn mong muốn rằng là chỉ có yêu thôi chứ cũng không muốn có thai, không muốn mang thai, nhưng mà do cái kiến thức của các em bé này nó không được đầy đủ, và cái truyền thông của chúng ta cũng chưa được tốt, cho nên làm cho các bé này lầm tưởng rằng là cứ đi điều hòa kinh nguyệt, cứ đi phá thai rồi sau này muốn có thai thì thụ tinh trong ống nghiệm hay là tính theo cái đường khác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là đôi khi cái hiểu về kiến thức bị lệch lạc. Như bác sĩ cũng đã vừa chia sẻ, rất là nhiều nữ sinh thì phải chịu hậu quả của việc yêu sớm mà không làm chủ được hành vi của mình, và trong khi đó thì các em lại không có đủ điều kiện để làm mẹ. Vậy thì để hạn chế tình trạng có thai ngoài ý muốn thì các em còn trong độ tuổi vị thành niên cần phải làm gì thưa bác sĩ?
Phải nói rằng là để mà hạn chế cái tình trạng não phá thai này á, thì chúng ta phải có tác động rất là nhiều nguồn. Cái thứ nhất, ngay bản thân các em và gọi là những cái người bạn thân của các em phải biết được rằng là những cái kiến thức về sức khỏe sinh sản từ đâu ạ? Từ ngay những bản thân, từ thông tin của các em, tức là trong cái nội bộ của các em, của cái lứa tuổi vị thanh niên này, chúng ta có những cái nhóm gọi là nhóm đồng đẳng, tức là nhóm mà cùng trao đổi với nhau những kiến thức. Bên cạnh đó thì cái gia đình rất là quan trọng. Cha mẹ cũng cần phải biết rằng là cái lứa tuổi này là lứa tuổi rất là nhạy cảm, và để làm sao giúp đỡ cho các em để qua cái lứa tuổi này. Song song với cái bản thân các em và gia đình thì các cái ban ngành đoàn thể cũng cần phải tham gia vào để làm sao cho cái hoạt động này nó trở thành một cái hoạt động rộng lớn, và để cho các em hiểu được những cái tác hại của não phá thai mà tránh, và tập trung vào vấn đề học tập là chính. Trong trường hợp mang thai ngoài ý muốn rồi thì một cái lời khuyên chủ yếu, cái thứ nhất là cũng phải trao đổi với gia đình, đồng thời chúng ta đến các cái cơ sở y tế nhà nước để người ta sẽ tư vấn cho chúng ta nên như thế nào là hợp lý nhất trong cái giai đoạn này. Và bác sĩ có những lời khuyên nào, những khuyến cáo gì để bảo vệ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ em ở lứa tuổi này ạ? Về cái đối với các em thì chúng tôi đề nghị một cái khuyến cáo rất là chân thành, đó là gì? Chúng ta tự hiểu, chúng ta cố gắng tìm hiểu cái bản thân của mình và tránh những cái cạm bẫy phía bên ngoài, thông qua các cái thông tin chính thống. Và hiện nay thì ngay cả Bộ Y tế cũng như Tổng cục Dân số có những cái đường gọi là những cái đường dây nóng để các em có những cái muốn những cái thông tin gì đó mà muốn chúng ta tư vấn thì các em nên gặp những cái chuyên gia và chúng ta đi qua cái bước đó thì nó tốt hơn. Một vấn đề mà chúng ta cần phải lưu tâm nữa là đối với cái quan hệ tình dục trước hôn nhân mà ở vị thành niên, thì đối với những trẻ em gái thì chúng ta được biết rằng là nó liên quan tới vấn đề sức khỏe, có thể rằng là nó ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài và thậm chí là có thể là chúng ta bị vô sinh. Bên cạnh đó thì đối với trẻ em trai khi mà quan hệ tình dục với người vị thành niên, chúng ta cũng cần lưu ý rằng là ngoài cái chuyện mà chúng ta có thể gây có mang thai cho cái trẻ em phụ nữ, thì bên cạnh đó chúng ta còn phải vi phạm pháp luật. Dạ, một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Tôn Đức Khoa. Thưa quý vị, việc thiếu kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên có thể dẫn đến những hành vi lệch lạc so với chuẩn mực văn hóa, thậm chí là vi phạm pháp luật, gây mất trật tự an toàn xã hội. Bởi vậy, vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên cần sự chung tay của mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Chuyên mục Sống khỏe mỗi ngày kỳ này đến đây xin được khép lại. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.